Đây mình quay cho các bạn khay rau giống nhá. Đây là khay rau cải cúc. Khay này là 84 nữa. Đây là mùng tơi. Đây là bạc hà. Đây là su hào. Su hào. Diếp thơm này, thêm cây này vẫn nhỏ, bắp cải. Và nếu mà bạn nào muốn kiểu như một khay mà mình có nhiều loại thì cũng có khay đấy nhá, khay hỗn hợp nhiều loại cả nhà nhá. Và ngoài khay ra thì còn rất là nhiều các loại cây.